Trước khi xem video các bạn nhớ nhớ like cho tôi nha. 3, 2, 1. Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài, tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì 7 mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở lại phía sau. Tiến lên phía trước con số 8 hùng hậu, nay mày sai thì ngày mai làm lại. Đừng nghĩ thất bại thì anh em bỏ rơi, nếu mày xa cơ thì đưa tay đây tao nắm. 8 người chúng ta cùng nhau bước tiếp không rời. Và bọn tao là anh em tốt, chơi không kiên tử không bao giờ lìa. Vì chữ tình, vì chữ nghĩa, ổ bánh mì chay bọn tao cũng chia. Người ta nói con sói mạnh nhất là chỉ khi nó đi theo một đàn, còn hero bọn tao mạnh nhất là khi 8 người theo cùng một đảng. Anh em chơi là không giả dối, thương nhau nhiều ổ bánh chia đôi, sẽ cùng nhau bước lên chiến thắng. Anh em cố gắng chẳng ngại xa xôi, trên con đường có lúc thất bại, nhưng anh em tao không bao giờ ngại. Đồng hành cùng nhau chẳng sợ một ai, anh ti càng cay là tao càng khoái. Chẳng bao giờ bọn tao biết buồn, vì anh em sẽ mãi luôn có nhau. Mấy thằng nhóc con ganh ghét bọn tao, bởi vì bọn nó luôn luôn đứng sau. Anh em tao chơi bằng tình cảm, chẳng bao giờ chơi với nhau vì tiền. Không bao giờ bỏ rơi một ai hết, nên mày dám đụng bạn tao là phiền. Và đó là anh em tốt, sẽ nắm tay phát triển cùng nhau. 8 người hùng hero team, sẽ mãi mãi là bạn về sau. Một người ngã, 7 người đỡ, là cách sống anh em chúng ta. Để rồi một ngày anh em thành công, bọn mình tự hào như hát quốc ca nha. Và đó là anh em tốt, chơi vì tình chứ không vì tiền. Bọn ta không mong được nổi tiếng, chỉ mong chơi chung không vì sự gì. Nếu thành công 8 thằng cùng hữu, không có tư tưởng bỏ rơi thằng nào. Mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao, cùng nhau bước tiếp trường ngày bắn phá. Nói hero có tất cả là 8 người, dù khổ dù đau gian nan nhưng mà miệng vẫn dám cười. Một phần được sống 10 phần phải chết thì cũng có sao đâu. Samba sóng gió chẳng ngại, vì đời này mày sống được bao lâu. Tao gọi mày anh em tốt, như đen phải đi liền cùng bâu. Chia đôi cái chiếc bánh mì, không có thịt cũng chẳng cần rau. Tao nói một